Hôm nay có một chị ở trong miền Tây, chị ấy mua bột sắn dây ta nguyên chất nhà mình. Chị ấy muốn hỏi là cái củ sắn dây cũng như là cây sắn dây con như thế nào. Thì cũng là hôm nay là nhà mình ở sân đang có củ sắn dây, nhà mình vừa đi giao mấy tạ cho khách ở Đà Lạt và cũng là sắp giao cái cây sắn dây con cho mấy khách. Mùa này là mùa tháng 3 âm, đầu tháng 3 âm là đầu mùa. Thì mình quay cho chị và mọi người tham khảo mọi người xem nhá. Đây thì đây cho các bạn xem, đây là cái cây giống sắn dây ta này, sắn dây ta ngày xưa nhà mình mới trồng ấy. Đấy, củ rất là thơm, nhỏ và dài. Đấy là ngày xưa thôi, nhưng bây giờ thì củ nó dài, nhưng mà thật ra mà nói thì thơm thì vẫn thơm, nhưng mà mọi người trồng có kỹ thuật, mọi người biết chăm bón thì củ nó sẽ khác. Đợi tí mình sẽ quay cho bạn xem. Thì đây em chị ơi, nhà em có hai loại trồng, ví dụ những cái nơi mà không thể ship bình thường đến, ship phải bưu điện hoặc là rất là khó khăn trong việc tới giống, thì nhà em sẽ gửi mắt gốc. Nhà em hướng dẫn mọi người trồng mắt gốc. Còn nếu mà những nhà nào mà trồng số lượng lớn trên 100 u đất và trồng kinh doanh đấy, thì nhà em sẽ bảo là trồng những cái mấm như này thì nó đỡ công chăm sóc trong khoảng tháng đầu hơn, đỡ vất hơn. Đấy, nhưng mà gửi đi thì tiền gửi khá là mắc, bởi vì nó phải cẩn thận, phải gửi xe khách. Chứ còn cái điện thì gửi được một vỡ hết mắm này, nó vỡ nhỉ, nó long dễ ra thì hỏng hết cây. Đấy, cây này thật ra cao ấy, nó chỉ cao từ này thôi, rồi gửi đi rồi nó đủ lá được, nó khỏe mạnh được. Thì đây bên này lại là củ này. Củ này thì nhà em chỉ giữ lại củ tiêm, củ nhỏ, bởi vì tất cả những cái củ mà nhánh, ví dụ những cái củ đẹp như này này, đó, thì nhà em cắt đi rồi. Đây, mọi người có nhìn thấy nhà em cắt đi, nhà em giao cho khách, khách mua rồi. Đấy, nhà em tầm này khá là bận, bán hết củ này. Giống, làm giống mới bán củ là rất là bận rồi. Bán bột nhà em chưa để mạnh lắm, chủ yếu là thời điểm này cũng là chưa nắng, nên là thường là những khách xỉ mọi người mua bột thôi. Sắp tới nhiều khách lẻ, bạn nào cần mua bột thì cũng liên hệ với nhà em. Đây chị, em quay cho chị xem. Đấy, củ sắn dây nhá, nó dài nhá các bạn, mọi người chị nhìn thấy nó dài này. Nhưng mà nhà em nhỏ chăm sóc thì nó sẽ là nó to. Cái củ này nó sần sùi nhá, là vì là thường là trồng ở đất mà đất thịt. Đây mọi người có thể nhìn thấy đất này, đất thịt này. Đấy, đất thịt chứ không phải đất cát. Thì khi mà nó lớn lên ấy, thì nó sẽ sần sùi như này, nó không mịn như kiểu mà đất đất cát. Thì nhưng mà cái củ mà như này ấy, thì nó sẽ thường nó sẽ đậm vị, luộc nó sẽ thơm ngon hơn. Đó. Đây, đây mọi người tôi nhìn thấy cái củ nhánh ấy, tay chân này. Cái củ này ngon đấy này. Đây mọi người có thể nhìn xem, nhìn về cái đụng nạc này, các mọi người nhìn này. Đây, nạc này, chất này, đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Cái này nữa này. Đây cái. Mọi người có thể nhìn thấy. Rồi. Sau đó thì nghiền sản xuất ra, thì khu bên trên kia sẽ là nhà khu sản xuất nhà em. Thì mọi người xem nhiều video cũng thấy đấy. Sau khi sản xuất ra bột, nhà em sấy xong thì nhà em sẽ ra bột như đây. Nhà em quay cho mọi người, nhà em ship bột đây để cho ship vào dễ lấy, đỡ vất vả. Suốt ngày đóng vứt ở đây luôn. Cái này nhà em che mưa che nắng rồi, trên đầu che mưa che nắng nên được. Đây nhá, bột nhá. Nhà em đóng có những cái bột mà đóng túi nửa cân và đóng túi một cân. Nhà em cái bột này nhà em không vỡ vụn là bởi vì nhà em mọi người xem cái mấy cái video nhà em nhặt ấy, nhặt từng cái, nhặt từng cục bột nhà em sẽ xếp vào như này. Mỗi túi này nhà em sẽ để một cân này. Đây. Nếu mà nó đến chỗ mọi người nó mà vỡ vụn do vận chuyển này, thực sự là cái bột sắn dây này do khi mà vận chuyển đến nó vứt tung tóe, chứ còn để bình thường thì nó rất là đẹp. Đây, mọi người nhìn thấy không? Này, em cũng chia sẻ với chị và mọi người làm cách nào để phân biệt bột sắn dây xịn. Thì chúng ta pha, nếu mà bột sắn dây xịn nó sẽ không lắng cặn, nhưng mà nói thế cũng chưa chuẩn, bởi vì phải kể từ những cái bột mà cao sản đổ lên là nó không lắng cặn rồi. Chúng ta có thể nhìn rõ hơn bằng cách là có những cái vết vỡ này, vết vỡ của bột sắn dây chuẩn nó có vết chân chim này, mọi người nhìn thấy chưa? Nó có cái thớ riêng, nhìn nó khác so với những bột khác thì nó không có cái vết vỡ như này được. Đấy. Còn nói về cánh thì sâu xa ra thì thực ra là mỗi một người thích, có người thích cánh to, có người thích cánh nhỏ.
Cá nhân nhà em thì thiên về đây, những cái cánh như này. Mọi người nhìn cánh nhà em thì nhà em thiên về chất bột hơn. Thì khi mà mọi người so sánh những cái nhà cùng bán bột sắn dây tan nguyên chất với nhau ấy, thì khi mọi người pha cái bột nhà em, mọi người sẽ thấy là độ sánh nó hơn. Em dám chắc, bởi vì cái này là nhà em làm nghề lâu năm, nhà em thiên về cái mạnh về cái khoản độ sánh của bột đấy. Mỗi một xưởng sản xuất, cái nhà em có nhiều xưởng sản xuất lắm. Chỗ nhà em ví dụ nguyên làng em có 2 xưởng rồi, trong xã em 4-5 xưởng, xưởng to. Thì mỗi một xưởng sẽ có những bí kíp riêng, có những người cánh đẹp, có những người là chất bột, có những người là hương vị. Thì để mà nói thì mỗi một xưởng nó em nói khác nhau, mình thích xưởng nào, mình thích như nào, thích kiểu sắn như nào thì là cá nhân mình chọn. Đấy. Còn nhà em là bột nguyên chất 100 hoàn toàn nhá. Em tính cho mọi người tính giá này. Đây thì bên này là củ này. Để mà làm được 1 cân bột sắn dây ấy thì phải rơi tầm 5-6 cân củ. Bây giờ mà 1 cân củ mọi người search giá hoặc là hỏi những người kinh môn ấy mà ra đến chỗ mọi người tầm 20.000. Thì nguyên tiền nguyên liệu về củ sắn dây là rơi tầm hơn 100 rồi, 101, trung bình là 101 này. Công xay, công 2.000 một công xay này, 2.000 công xay này, 2.000 công vắt bột này, vắt để ra nước ấy. Sau đó rồi là 125 rồi, bây giờ là còn công lọc này, công sấy này, công sấy các thứ này. Em tính cho mọi người công sấy 10-20.000 một cân nhá. Thì mọi người biết là không bao giờ có chuyện mà giá của sắn dây rẻ được. Nhà em là bán 230.000 tùy thời điểm, bởi vì là thời điểm này 230.000. Có những cái thời điểm khác có thể là tắt hơn hoặc giảm đi tùy vào cái số lượng nhà em nhập, bởi vì nhà em là xưởng nên nhà em sẽ giá nó sẽ thay đổi du di chứ không cố định. Đấy, để mọi người hiểu hơn về bột sắn dây nhà em. Đấy thì sau đó thì ra thôi, nhà em sẽ đóng gói như này. Nếu đóng này là thường cho khách xỉ, còn nếu mà mọi người yêu cầu ấy, đóng chân không các thứ ấy, ví dụ khách lẻ là nhà em có đóng cả chân không. Đấy thì như thế là cho mọi người nó ví dụ đóng chân không thì nó sẽ đỡ hỏng cánh hơn. Nhưng mà mọi người muốn khách xỉ, nhiều khi có những người mà mọi người muốn mua về bán lại thì em sẽ đóng như này, cho mọi người về đóng theo yêu cầu ý của mọi người. Bột kinh môn thì nó sẽ có rất nhiều nơi bán bột sắn dây, thường những nơi khác sẽ rẻ hơn bột sắn dây chuẩn là kinh môn nhá, bởi vì là cái ở kinh môn này sắn dây là một đặc sản trong khoảng 10 km, cái phù sa bồi đắp con sông Kinh Thầy làm cho cái chất sắn ở đây nó thực sự là nó khác biệt. Các bạn search Google các bạn sẽ thấy hiểu hơn. Đấy, nó so với những cái loại sắn hoặc là những cái nơi khác thì trồng sắn là kinh môn thực sự là không quá nhiều bột đâu, nó không nhiều những nơi khác, nhưng mà thứ mà mạnh của nó là cái gọi là dược tính rất là cao. Vì vậy là những người mà người ta mua cát căn ấy, người ta mua số lượng lớn ấy, người ta rất là hay đến kinh môn Hải Dương. Riêng về cát căn thì mọi người nhìn thấy đây này, những cái củ mà càng to khổng lồ như này người ta càng thích. Về cát căn người ta sắt thuốc ra, người ta thích những cái củ to. Người luộc thì mọi người thích những củ vừa vừa thôi. Đấy. Đây, đấy, để em quay cho chị và mọi người biết luôn này, cái xe này là bố em chuyên đi chở này. Chuyên đi chở sắn dây, củ sắn dây này, lấy ra bến xe đấy. Mọi người cần thì cứ liên hệ nhà em nhé. Cảm ơn mọi người ạ.